Hôm nay mùng 7 tháng 11 các bác ạ. Quay cho các bác anh em tí chim cỏ kém quá. Đây con sâm các bác ạ. To tướng. Ruộng bây giờ nước nó cạn rồi đấy các bạn. Lâu lâu ra tí quay cho anh em tình hình cập nhật tí các bạn. Dã nuôi xòe. Bùn nó sút quá. Lưới chẹt hết rồi bùn, đêm sương nó xuôi. Chích kém quá các bạn ạ. Móm suốt. À, tất cả đồng nước cạn hết rồi. Còn mỗi chỗ này còn nước rồi các bạn ạ. Đánh ra dĩa đôi xòe. Biết các bác anh em hôm nay có anh em là được gì không? Cỏ nó về. Ui. À, cỏ về đây. Lượn đây. Đấy. 7 tháng 11 nhé. Mùng 7 tháng 11 các bạn. To nhỉ, sâm to chưa các bác, con này to nhỉ, mỏ, ui giời, con này to thật. Bùn, bùn lầy các bạn, bây giờ kiểu trên ruộng là cạn hết nước rồi, còn mỗi cái chỗ này nó còn nước, nó đọng xuôi, trước là cái ruộng sút. Lưới thu bớt về rồi các bạn, đốt hết. Ngoại đánh chơi vui đi. Thắc kiếm con mồi à, nhậu. Con này con gì đấy? Chích à? Là con chích mốc à? Chim cỏ chán lắm các bạn. Cát thế này không được con nào. Còn cái chỗ này đấy để đánh mấy con dã đuôi xòe các bạn. Bùn nó sột sệt này. Đồng khô hết rồi. Đêm sương nó xuôi.
Bài trích đây. Lè lè két đây. Dễ ăn. Nhiều thì không có các bạn. Vậy là nhục nhát kệ. Úi giời, cỏ kìa các bác kìa. Ai loạn xạ. Đây được có mấy con này nhé các bác nhá. Nè. Được con trích mốc rồi. Ồ. Bằng con nhét hoa à? Mình cứ tưởng dễ đuôi xòe bằng nhét hoa à? Hai con nhét hoa. Có đánh nhét hoa đâu nhỉ? Đánh nhét hoa đâu mà có nhét hoa nhỉ? Hai con nhét hoa. Một con sâm, trích, ba con nhét hoa. Ba, một con dễ. Xòe. Ôi. Gọi là có tí công các bạn. Còn đồng nhất cạn hết rồi. Cạn hết. Đồng nhất cạn tiết. Nước. Có mỗi cái ao này của các bác cái thả cá. Còn nước này. Các bác anh em hôm nay có anh em nào được gì không? Vậy là chống móm thôi các bác ạ. Gọi là cập nhật tình hình tí cho anh em xem ha các bác ạ. Mình đây thì không phải như đầu nguồn các bác ấy được. Các bác cái đầu nguồn thì các bác ấy đôi khi các bác ấy có công hơn. Đấy, cuối nguồn. Ai số xét mà dã đuôi xe mà không thấy này các bạn. Thank you.
mai mùng 7 tháng 11 nhé. Rồi, xin chào các bác.